Cùng thời điểm phim điện ảnh Người vợ cuối cùng của Victor Vũ ra mắt, một tác phẩm hấp dẫn khác là Đất rừng phương Nam của Trấn Thành cũng được công chiếu. Phim điện ảnh Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ vừa ra mắt truyền thông thuộc thể loại cổ trang, tâm lý, tình cảm, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ Oán Hận của tác giả Hồng Thái. Ngay từ khi công bố, Người vợ cuối cùng đã được dự đoán là phim Việt thu hút sự chú ý của khán giả. Cùng thời điểm này, dự án phim Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn và Trấn Thành sản xuất cũng sẽ được công chiếu. Được hỏi liệu có áp lực khi phải cạnh tranh với một dự án phim khác, Victor Vũ thẳng thắn: "Tôi rất sợ các từ cạnh tranh, đối thủ khi nói về các phim Việt. Thị trường phim ảnh của chúng ta vẫn còn rất nhỏ và đang phát triển. Nếu có những tác phẩm đề cao nét đẹp văn hóa, đời sống của Việt Nam thì đều đáng ủng hộ. Nhà phát hành cũng đã phân tích và chia thời điểm phát hành hợp lý. Tôi nghĩ phim Việt nào có doanh thu cao cũng là điều đáng mừng." Trở lại với thể loại cổ trang sau hơn một thập kỷ kể từ Thiên mệnh anh hùng, đạo diễn Victor Vũ chơi lớn khi quy tụ dàn diễn viên thực lực từ cả hai miền Nam Bắc. Trong dự án này, Victor Vũ chọn Cai Ti Nguyễn đảm nhận vai nữ chính. Anh khẳng định nữ diễn viên có nhiều yếu tố đột phá và bất ngờ. Cai Ti Nguyễn cho biết cô gặp nhiều áp lực bởi lớn lên ở nước ngoài. Ngay cả việc nói tiếng Việt cũng chưa hoàn toàn tự tin, nhưng phải hóa thân làm vợ ba của quan tri huyện thời phong kiến. Dù vậy, đây cũng là tác phẩm điện ảnh thứ 6 của nữ diễn viên. Do đó, cô muốn mình thoát khỏi vùng an toàn để tiếp tục chinh phục những nấc thang mới. Đóng cặp cùng Cai Ti Nguyễn trong dự án này là Thuận Nguyễn. Trong phim, họ có nhiều phân đoạn tình cảm. Cai Ti Nguyễn cho biết với bộ phim này, điều quan trọng là phải tìm cặp đôi đảm bảo được kịch bản, nhân vật, câu chuyện của bộ phim. Nữ diễn viên thấy may mắn vì được làm việc với Thuận Nguyễn. Anh rất tâm lý, chăm sóc và chia sẻ với cô trong suốt quá trình bấm máy. Thuận Nguyễn kể, trước khi quay cảnh tình cảm, anh được Cai Ti Nguyễn mời uống rượu. Điều này khiến anh bất ngờ vì trước nay chưa có diễn viên nữ nào chủ động với mình như thế. Ngoài hai diễn viên trẻ, phim còn quy tụ cặp diễn viên gạo cội nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng và nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh trong vai quan tri huyện và mợ cả. Đạo diễn Victor Vũ mời hai nghệ sĩ tham gia dự án vì ở họ có những nét diễn đặc thù mà anh đang tìm kiếm. Victor Vũ tâm niệm, dù với vai chính hay vai phụ, anh luôn muốn tạo nên những câu chuyện riêng và những nét suy tư rất đời cho các nhân vật. Khi nhận lời tham gia, Kim Oanh khá lo lắng vì nét diễn miền Bắc và miền Nam có những khác biệt nhất định. Song, mợ cả được đạo diễn Victor Vũ trấn an rằng anh sẽ có cách điều tiết để các nhân vật phối hợp hài hòa trong phim. Người vợ cuối cùng lấy bối cảnh thế kỷ 19 của Việt Nam, xoay quanh cuộc đời của Linh, Cai Ti Nguyễn thủ vai, một phụ nữ chân quê xinh đẹp nhưng số phận rất chuyên chuyên. Phim không đi theo thể loại tâm linh, trinh thám như tiểu thuyết mà tập trung vào tâm lý, tình cảm của nhân vật Linh khi cô tìm thấy tình yêu của mình là một chàng trai quê, lúc bấy giờ, Linh đã bị gả làm vợ lẽ cho quan tri huyện. Phim còn có sự góp mặt của Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy, Anh Dũng.